Ê cô bác xin chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho nhà mình cách sử dụng vỉ nướng của thương hiệu Blue với model là EGB7417. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế mặt bếp rất là to, dùng cho sản phẩm cho gia đình tầm độ 7 đến 8 người ăn và có thể hơn. Anh chị có thể nhìn thấy mặt bếp là thiết kế mặt ceramic phủ bột đá. Bên này sẽ là mình nướng những miếng thịt to để là róc chảy mỡ phía dưới. Phía dưới sẽ là khay hướng mỡ. Sau đây một số lưu ý mà anh chị khi sử dụng vỉ nướng của thương hiệu Blue, đó là trước khi anh chị cắm điện ấy thì anh chị để ý giúp em là dây cắm mình phải vặn về số 0 trước khi mình cắm vào ổ cắm. Nếu không nó sẽ không được tốt cho dây cắm của mình. Và anh chị dùng những sản phẩm mềm như là thìa gỗ hoặc là thìa nhựa để mình lấy hoặc là mình đảo đồ. Không nên dùng những vật sắc nhọn đã làm mà ảnh hưởng đến mặt của men khi mình nấu đồ. Khi anh chị không sử dụng sản phẩm nữa thì anh chị nên vặn chế độ off và rút dây cắm ra. Còn trong trường hợp mặt bếp của mình vẫn nóng thì anh chị hãy đợi nguội rồi hãng rửa để độ bền của men nó sẽ được cao hơn. Trên em đã giới thiệu cho mình cách sử dụng vỉ nướng của thương hiệu Blue với model là EGB7417. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ qua website của Ecomax www.ecomax.vn hoặc trực tiếp tới siêu thị điện máy Ecomax km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để được bên em hướng dẫn cụ thể hơn. Ecomax xin chào và hẹn gặp lại anh chị.